Xuân quý bonsai xin chào các bác. Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2023. Năm cũ chuẩn bị hết và tưng bừng đón xuân năm mới. Quý Mão thì em hôm nay em làm một cái video gửi đến các bác. Trên hình ảnh của em là một cây sung hàng bonsai cỡ trung, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác. Cây sung này thì là em đi khai thác về mà em đã dâm ủ vào trong cái hộp xốp này được 4 tháng rồi. Đây em quay cho các bác ngắm. Cây sung rất quái. Em đã nuôi cái cành nó đã dài được 1 mét rồi. Còn những cái cành cũ này em đã cắt được gọn rồi, là em tuốt hết lá đi rồi, chuẩn bị em sẽ phối vào cái cục xỉ vôi này. Em đã chuẩn bị cục xỉ vôi sẵn rồi. Đây, tiến hành giờ em sẽ nhấc cái phôi sung này ra để em định hình cho vào cái cục xỉ vôi. Phôi sung này rất quái các bạn. Đầu u lu cục rất quái. Bây giờ em tiến hành em đổ cái cát này ra, em sẽ rũ ra. Em đã định hình ở trên cục xỉ vôi. Các bác thấy em dâm ủ sau 4 tháng bộ rễ rất khỏe, da rất khỏe các bác. Các bác nhìn cái phu sung có quái không? Em ý định là em sẽ chỉnh lại dáng cho cái phu sung là em đặt thế này. Nhà các bác mà có cái cây sung dạng bonsai trồng ở chậu đất ấy, thì các bác muốn phối đá hoặc là xỉ vôi thì các bác rút ở trong chậu ra, các bác ngâm vào nước để cho nó ẩm đất và các bác sẽ cạy dần đất ra, tránh tình trạng đất cái rễ cám. Xong các bác lấy đá hoặc là xỉ vôi, các bác định hình mình theo ý của mình đấy. Các bác phô đá xong là rễ các bác bắt theo cái viên đá mà mình định hình. Thì sau này cái cây của mình nhìn nó rất gọi là nghệ thuật. Chơi cây bonsai mình chơi thật nghệ thuật thì ngắm sẽ không chán mắt. Đây là em cái mặt này là mặt đằng sau. Tí nữa em sẽ phối cái cục xỉ vôi, sẽ chân nó rộng ra này để cho nó bè thế, xong rồi bắt cái rễ này trèo nó qua những cái mu này để cho nó có dạng có cái bẹ này. Còn đằng sau em sẽ nới rộng cái bẹ xỉ vôi ra tầm này, cao qua cái chân bẹ trên đây
để sau này em sẽ nuôi cái tay này ngược lại để che cái chỗ bẹ này. Cây sung này quá đẹp các bạn, đường chạy của nó đẹp lắm. Nhà các bác mà có cây sung thì các bác cứ lựa chọn theo dáng, mình lựa chọn theo dáng mình đặt nên cái cục xỉ vôi hay là hòn đá mà mình lựa chọn. Sau này em sẽ cái tay này em sẽ vào dây và em sẽ làm đường tay bay ra, bay dài ra ngoài này, sẽ làm một cái tán nộp lên trên đây. Ước chừng cái tán này sau này chiều ngang em ước chừng độ tầm 90 phân, nhìn rất phê các bác. Sung thì nó nhiều thế nhưng mà mình lựa chọn được cái phôi sung mà nó quái dị, rất ơi là hiếm. Các bác thấy em dâm ủ và cát này, rễ nó ra rất nhiều. Mà mình dâm ủ và cát thì cái rễ của lượng rễ của nó đến lúc mà mình sang chậu thì không bao giờ nó đứt cái rễ cám này. Cái sự sống nó sẽ cao, chứ mình dâm vào trong đất cũng được, thế nhưng mà đến lúc mình muốn rũ cái đất đi thì rất khó. Thứ hai là cái rễ cám này nó sẽ đứt, mình không phối được vào đá. Còn ở đất thì các bác có sẵn ở đất thì các bác ngâm rồi cho nó mún đất ra xong các bác rũ, các bác cậy dần 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 ra là nó sẽ ra, phải ngâm vào nước ạ. Nhìn rất hầm hố. Em sẽ lấy cái mặt đất này trở lên là làm bệ, còn từ dưới mặt đất này xuống em sẽ trồng dưới đất. Cái cây này rất nổi, cây này chơi sau này rất có tương lai, hình ảnh rất đẹp. Đấy. Cây này hứa hẹn sau một tháng nữa em quay lại video cho các bác ngắm. Bây giờ em xin chào và tạm biệt các bác. Các bác thấy video của em hay cho em xin một like và một đăng ký kênh cho em để em có động lực em làm những video sau hay hơn, gửi đến toàn thể các bác và các bạn chơi cây bonsai. Em xin chào tạm biệt các bác.